quá. Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục sạch hết con đường này. Ngày hôm qua đây mày chú lão nó lọt lỏng nó rơi bộ ạ. Dạ. Người anh em thiện lành nó nơi nào nó cũng vậy, tính cả rồi nó lỏng nó lại rơi mất vậy. À, này mẹ dọn sạch đến đây có công cụ máy móc, tôi chỉ làm này thì trong vòng độ khoảng 1 đến 2 ngày nên là xong. Sức người cả thời gian có hạn nhưng mà chỉ làm được như vậy thôi, hy vọng có thể lan tỏa tới tất cả mọi người cùng chung tay để sạch môi trường. Này sẽ hình như lại giống ở mìn này, à không phải. À, vào việc rồi, anh em thiện lành. Người nào? Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay anh em đấy, chúng tôi bắt đầu đấy, tiếp đứng tục. Đây nhìn hết người này. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục nha. Bắt đầu làm việc dọn vệ sinh môi trường. Và bắt đầu làm việc thôi.
kiến thế. Đó. Hôm nay mát hơn hôm trước nhỉ? Đúng rồi, hôm nay mát. Anh Phúc cho xẻ đây này. Đây, bay luôn cái gốc này đi. Nuôi tỉa cây cỏ sậy này. Đấy nha. Cái này là cây cỏ sậy các bạn nhá. Nhà nào mà muốn đất mà nó lên cỏ thì trồng cây này nó mọc nhanh lắm. Mà cao. Đây, cây cỏ sậy đây. Cỏ sả. Cỏ sậy hoặc cỏ sả. Thank you.
Nó có một cái bệ đất này mà nó mọc gớm nhỉ. Nhà mình mới để vườn xanh mát thì thôi. Không ít cỏ xả ra đi. Xanh hết cả vườn. Cây đời cũng cung cấp luôn cả cây này nhá. Cỏ. Đây, đi về phạt kiếm ăn đây, chúng tôi đang dọn vệ sinh đây. Ven gốc cây đấy là mấy em tỉa sạch luôn. Chỉ để cái cỏ ở. Vâng, mọi kiến thông cảm nhé, phải tên là chú tên là cơ giả chú tên các bạn là đi kiếm khác nhé. Kiến bằng hóa tiếp à. Thấy chưa? Nhiều cát phết này. Nhiều lắm. Cát này ghi về xây được nhà đấy. Bạn trẻ bạn đi qua vừa bạn vừa nhìn vào chú hề rồi, biết đâu khi bạn lớn lên bạn thì cũng có ý thức hơn về môi trường. Đấy là về lý do vì sao mà mấy anh em thiện lành mấy anh em thiện lành mặc bộ chú hề để làm công việc này các bạn nhé. Ủa lại bị kiến lửa đốt rồi ấy phụ rồi. Hả? À, lại bị kiến lửa đốt rồi. Bảo tớ là bạn là bạn mà sao? Bạn thì bạn ấy phúc luôn. Tớ phá nhà của người hôm ta. Qua đốt phát hôm nay đốt phát rồi. Ủa ôi, đây một gương băng này. Gương băng kiến lửa. Đâu rồi đó, ổ kiến mình cái phá nhà của nó nên nó trả thu đúng rồi. Tớ bảo rồi các bạn thông cảm đi nơi khác kiếm ăn. Mạnh quá. Ôi đứng ở chỗ khác. Này để anh Phúc lo liệu nha. Anh Phúc được cái là không sợ kiến lửa các bạn ạ. Kiến lửa với anh Phúc là bạn.
hôm nay chắc này ba tải đây. Hôm trước thì cất chó, hôm nay lại kiến đốt. Số nhỏ thật thì làm công việc này thì cái đấy là bình thường các bạn nhé. Kiến đi cả. Các bạn ABC đó đi vệ sinh trên vỉa hè thì mình chả biết. Dính là chuyện bình thường. Mìn với anh em thiện lành còn bạn của Kiến anh không sợ. Tớ đã bảo rồi, phải phát đi thông điệp chúng ta là bạn. Cũng vì là vì chúng tôi dọn vệ sinh môi trường nên lỡ có phá tổ của các bạn thì các bạn thông cảm. Lửa lại cái lửa. Lé lé rồi kiểu gì vẫn dính nhỉ. Anh Phúc anh vàng thế mà không bị đốt nhỉ. Mà tớ đã phát đi thông điệp là tớ với các bạn là bạn mà lại. Thì lỡ lấy gì cơ ấy thì các bạn thông cảm thôi. Tớ đang hóa kiếp cho các bạn đi làm kiếp khác. Đẩy luôn vào đây để xem cái ở dưới đấy chưa làm sạch thì mình còn làm sạch luôn này. Đấy, cho luôn vào đống to này anh Phúc ơi. Đấy, anh hất luôn vào ống cái đống này này. Từ từ nhé. Tắt máy. Đấy, hình thành lên này. Anh em quen việc rồi. Hình thành lên rất sạch sẽ các bạn nhé. Sạch hơn này rồi các bạn này. Sạch hơn rồi các bạn nhé. Rất nhiều sạch hơn.
nó sạch rất nhiều luôn. La vela prendí, pasar.
años así. Siento tu presencia en mí y ya que me pongo a escribir, será que tú escribes. Tuvimos tiempo de podernos despedir. Sé que hubo otros caminos y tuviste que partir. Pero yo recuerdo siempre tu sonrisa y tu reír. Enseñaste que la vida no es difícil de tiempo de podernos despedir. Sé que hubo otros caminos y tuviste que partir. Pero yo recuerdo siempre tu sonrisa y tu reír. Enseñaste que la vida no es difícil de vivir, no es difícil de vivir, no es difícil de vivir. Thank you.
salgo a caminar al sol por nuestro lago. Y por donde mire, te veo en todos lados. Tantos recuerdos, cuánto hemos pasado. Anh em thiện lành, chào khán giả, xong thì reload đi, hẹn gặp lại các bạn vào buổi làm việc tiếp theo.